vời, tự hưởng tự hưởng. Trên đường đi qua nhà nhỏ em mình đốt pháo thì đây là hiện tại ở góc đường trước nhà mình. Để mình quay cho các bạn coi luôn. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 up in the air. Đấu qua đấu lại luôn. Đây là cách người Việt ăn mừng lễ Quốc khánh bên Mỹ. Bốn góc đường luôn các bạn, không thấy bốn góc đường luôn. Rồi bên kia đốt trái nhà đốt bên trái. Các bạn bên đây thì không giống như bên Mỹ đâu, người dân là tự đốt luôn. Ôi lộn, bên đây không giống như Việt Nam đâu, đợi mấy nhà nước đốt đâu, dân ta tự đốt luôn. Ngoài đường ta chỉ đốt pháo nhỏ thôi. Đây là cái chỗ bán pháo. Đây là chỗ bán pháo. Thank you.
How you have what you want? I'm too cold. Bên kia vào dở nó bắn nãy giờ chắc mấy ngàn đô rồi tiền pháo thôi chạy đi. Giờ bây giờ chúng ta đang chuẩn bị đem pháo lậu vô nhà. What? Mấy Phương thích pháo lậu không? Thích lậu mà không thích gì hết. Hay quá cậu ơi, hay quá cậu ơi, cậu chuẩn bị mang pháo lậu vô nhà. Nãy giờ mình dẫn các bạn đi coi pháo lậu, bây giờ mình chơi pháo lậu luôn. Bên Mỹ là nó cấm pháo lậu nhưng mà đây là những cuồng pháo lậu. Và đây là block này là cũng là chưa hết đâu bạn ơi. Đâu block này là featuring Út Hương. Út Hương Hương quay đâu Út Hương? Con này là trong biển mà Út Hương. Trời đủ quá, giống ghê. Pháo lại đây. Cái đồ má chiến này mày nổi tiếng luôn Hương. Chưa có con nữa. Cái đồ má gì nữa. Má cũng quản. Các bạn cái nồng đi. Thôi các bạn, má cái này là mình cho nổ với Mỹ luôn. Đủ chưa? Rồi. Còn nữa. Còn gì nữa? Ủa, mày mang trái mìn luôn hả? Bé, cái cây kia đang à. Bé Phương thích pháo lậu không? Thích. Hút, hút, hỏi pháo lậu không? Ok. Ok. Phạt mày chịu nha. Ơi ơi. Mày. Đồ má. Đồ má, tưởng tượng rồi, chơi ngu luôn. Tưởng tượng cái pháo lậu mà bự bằng thằng này chắc đụng má nổ một cái banh quận cam. Má, đâm bá mà xưa xui. Đâm bá. Xin lỗi nước Mỹ đã cho tôi có quốc tịch để tôi qua đây tôi đốt pháo, tôi phá. Cảm ơn á. Ôi, cái này mà đốt chung một lúc một cái đứng tao đứng ở giữa, banh sát. Lấy ly đá đi. Lấy ly của nó. Quá đây. Quá dữ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Má con cái mà ghê vậy. Quá. Ủa, má cái này nó nổ rồi, nó nát nhà luôn kìa. Ủa sao cái cây dài mà nó giống không nổi vậy? Rồi ra đi ra đi ra đi ra. Tình hình là bị bullet bắt, giờ phải đổi địa điểm. Nó mới vô nhà luôn, mới bắt em luôn. Ừ. Bắt tao trước chứ bắt ai.
Nó bắn cái chạy, nó bắn cái chạy không kịp luôn. Mày này đẹp quá. Mày bơi bị hit goal nữa. À! Má này mày núp, má núp văn mạnh sát luôn. Đi đâu vậy mấy em? Đốt pháo không? Rồi tiếp chạy. Chạy gì vậy? Kết thúc một ngày lại. Đã xài hết số pháo do cậu Đồng mua. Ủa cậu Đồng đâu rồi? Cậu Đồng ngồi đây. Tổng thiệt hại là 400 đồng và sẽ bị công an bắt. 600 đồng hả? À, nhỏ đi. 600 đồng và bị police vô tới nhà kiếm, nhưng mà nó chỉ cho mình cái cảnh cáo thôi. Hên quá. Tạm biệt nha. Goodbye. Cái lồng máy đi về nhóc. Trời bên lồng lau nhà tao luôn hả? Nhớ bấm subscribe cho mấy ông nội. Follow trên Instagram luôn nha. Anh đi, anh điểu quần sao vậy? Nó đi. Xong nó đứng lại, nó cầm cái cây đó. It's still wide hả? Sợ khói.